Chư Phật xuất hiện ở đời đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Con tâm như thị cũng phát tâm như chư Phật, nguyện từ nay cho đến khi thành Phật, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp tăng tam bảo, ít được túc mệnh của mình. Thân tướng trang nghiêm, ba nghiệp thanh tịnh, sức khỏe sống lâu, chúng sanh nhìn thấy đều an vui, phát tâm bồ đề, tiên sâu nhân quả. Sinh thành Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Nguyện có đủ tứ duyên tu học Phật pháp, nhân duyên, đẳng vô giản duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Nguyện luôn có giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức. Nguyện đời đời kiếp kiếp hễ có hiền thánh, con xin được gặp. Nguyện những người con kết duyên là những người có thiện căn, phúc đức, trí tuệ. Nguyện như ác duyên chuyển thành duyên thánh thiện, cùng tu học theo lời Phật dạy. Nguyện sống trong môi trường trong sạch, bình an, mát mẻ, thanh tịnh và có năng lượng thiện lành của các bậc chân tu. Nguyện thân vô thất khẩu, vô thất ý, vô thất nhất thiết thanh nghiệp tùy trí tự thành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tự thành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tự thành. Nguyện không khinh chê bai, nói lỗi người. Nguyện không kiêu mạn, khoe khoang thiện căn phước đức trí tuệ của mình. Khởi niệm điều thiện nào dù nhỏ nhất cũng đều thành tựu, khởi niệm điều ác nào dù nhỏ nhất cũng không thành công. Nguyện đời đời kiếp kiếp cho đến khi làm Bồ Tát nhất sanh bồ xứ. Nguyện không dính mắc chuyện tình cảm nam nữ, ái luyến vợ chồng con cái. Nguyện xa rời ngũ dục, nguyện bát phong bất động. Nguyện sống an vui hạnh phúc, chết bình an. Nguyện những người con có nhân duyên gặp gỡ, sống an vui hạnh phúc, chết bình an. Nguyện mọi loài hữu tình cùng vô tình, sống an vui hạnh phúc, chết bình an. Nguyện đạo tâm luôn kiên cố, tinh tấn, siêng năng, tu học theo con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Nguyện học nữa, học mãi, học cho đến khi bồ đề quả thục, nhất chân phi sắc phi không, bát nhã khoa khai, vạn pháp tức tâm đức Phật. Nguyện hội tụ nhiều thắng duyên, thành tựu tốt đẹp. Nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nam mô Như Lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.